Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kể Từ Đã của em. Kính chúc quý khán giả có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay em làm cái video này là để phản biện trực diện vào hai cái nhân vật. Thứ nhất là cái bà Việt Kiều Canada, thứ hai là cái nhân vật Hoàng Kim Dung. Kính thưa tất cả quý khán giả, mặc dù là cái phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức khép lại vào ngày 4 tháng 4 năm 2024 vừa rồi. Nhưng cái chủ đề liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đó đến thời điểm này vẫn còn rất nóng trên mạng xã hội. Và hiện nay dư luận và cộng đồng mạng lan truyền rất nhiều những cái đoạn video clip mà cái bà Việt Kiều Canada bả liên tục công kích vào phía cơ quan chức năng, đặc biệt là bên phía thẩm phán tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao. Lúc đến tòa thì bà này quậy quạng làm náo loạn hết trơn. Rồi sau khi ra về đó thì liên tục lên rất nhiều cái đoạn video clip để công kích vào phía cơ quan chức năng. Bà này cho rằng là ưu ái cho bà Nguyễn Phương Hằng ra tòa mà như là đi thi hoa hậu, sáng một bộ đồ, chiều một bộ đồ. Rồi trước khi bà Hằng chuẩn bị đưa ra xét xử phúc thẩm đó thì trước đó 2 ngày đã đưa bà Hằng đi làm găng. Là như cái hình ảnh quý khán giả thấy ở đây là cái nụ cười của bà Nguyễn Phương Hằng là nó lộ rõ ra là hai cái hàng kim cương đã đính vào găng của bà Nguyễn Phương Hằng. Kim cương đính vào găng bà Hằng thì nó đã chính xác 10-10 rồi. Nhưng mà đính vào cái thời điểm nào đó mới là một cái câu hỏi và một cái thông tin quan trọng mà chúng ta cần phải đính chính. Vì những cái nhân vật này họ liên tục họ công kích vào bên phía cơ quan chức năng. Họ cho rằng đã ưu ái cho bà Nguyễn Phương Hằng như bà Hằng lấy tiền che thân, như cái nhân vật Hoàng Kim Dung đã từng nói. Một phiên tòa mà sặc cái mùi tiền ở đâu ra quý khán giả? Cho nên chúng ta cần phải lên án những cái nhân vật này bằng một cách rất là mạnh mẽ. Và minh chứng cho cái điều đó thì hôm nay tôi sẽ làm một cái đoạn video này cụ thể hơn để cho quý khán giả nhìn nhận bằng một cái góc nhìn công tâm. Để đây cũng là một cái sự vinh quang đó quý khán giả. Để bàn dân thiên hạ người ta đồn là bà Hằng ra tòa đó là bà Hằng có cái hàm răng kim cương, là do lúc bà Hằng đang bị tạm giam đó, là cơ quan chức năng đó, là đưa bà Hằng đi làm kim cương. Ở đâu ra những cái thông tin đó? Và quý khán giả nhìn xem cái hình ảnh này. Nếu chúng ta nhìn kỹ đó thì chúng ta thấy cái nhân vật bên kia là một người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đó chính là bà Lan ha. Ngay sau khi thấy bà Hằng xuất hiện thì một cái ánh mắt nhìn bà Hằng bằng một cái tính chất là ganh tị nha quý khán giả. Nhìn bà Hằng bằng một cách là mỉa mai, một cách thèm thùng và cũng là một cái cách ganh tị, mà cái kiểu ganh năng tức ở đó quý khán giả. Thì bây giờ thấy bà Hằng như vậy, tươi cười như vậy đó, họ không có muốn đâu. Họ muốn bà Hằng đó là phải nằm chèm bẹp luôn, phải khóc than, phải kêu gào. Rồi họ nói là trước kia sao bà Hằng nói là chơi không chạy mà bây giờ ra tòa thì lại khóc. Rồi bây giờ tòa phúc thẩm bà Hằng bà cười đó, thì chúng ta mới thấy cái hàm răng đính kim cương của bà Hằng. Và đặc biệt hơn khi bây giờ là truyền thông báo chí người ta chụp rõ cận cảnh hơn, thì chúng ta mới thấy cái hàm răng đính kim cương. Còn trước kia thì bà Hằng nhiều lần livestream đó, mình nhìn đâu có thấy. Và trên hình ảnh quý khán giả đây là cái hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng vào cái phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Nếu quý khán giả tinh mắt nhìn kỹ thì găng của bà Nguyễn Phương Hằng đã có đính kim cương vào cái thời điểm đó. Đã nếu tại vì lúc đó bà Hằng bà không có cười. Quý khán giả thấy cái phiên sơ thẩm đó, cười nào sao mà vô. Luật sư công kích hỏi liên tục làm sao bà Hằng bà nói chuyện được. Và hôm nay tôi sẽ tổng kết tất cả những cái hình ảnh vào năm 2021 cho đến thời điểm bà Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam. Đây là những cái hình ảnh bà Hằng nở những cái nụ cười trên môi để cho quý khán giả nhìn xem coi cơ quan chức năng có đưa bà Hằng đi làm găng hay không, hay là trước khi bị khởi tố bắt tạm giam bà Hằng đã có sẵn một cái hàm răng kim cương. Đây là một cái lời vu khống bịa chuyện bằng một cách không có căn cứ của các đối tượng này. Và những cái thông tin mình đính chính lên đây đó thì mình cũng mong rằng là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và có những cái biện pháp xử lý các đối tượng này. Vì sao cái phiên tòa đó quý khán giả có thấy là cơ quan chức năng đó, chịu rất nhiều cái tiếng oan, kể cả thẩm phán bên hội đồng xét xử đó mà nó còn lên nó công kích liên tục. Nó hỏi là thẩm phán họ Quỳnh có bà con với Quỳnh Huy Dũng hay không. Quỳnh Công Tăng thì đã là bà con với Quỳnh Huy Dũng rồi, còn thẩm phán là Quỳnh Thanh Viên á có phải là bà con với ông Dũng hay không.
Đây là một cách mà chúng ta xúc phạm, xâm phạm nghiêm trọng vào cái ngành tư pháp. Đây là hình ảnh quý khán giả xem, đó là vào năm 2021, lúc bà Hằng còn xuất hiện nhiều ở trên livestream. Và có những cái hình ảnh là tôi đã chụp cho bà Nguyễn Phương Hằng lúc mà ngay cái ngày sinh nhật tại khu du lịch Đại Nam. Và còn đây là những cái hình ảnh bà Hằng đã chụp trước đó và đăng trên cái trang Facebook cá nhân. Tôi tổng kết lại tất cả những cái hình ảnh này, quý khán giả xem, quý khán giả sẽ cảm thấy rất là nhu mì, rất là dễ thương vì bà Hằng đã cười, những cái nét cười rất là tươi. Đấy, từ xa xa quý khán giả cũng nhìn thấy cái hàm răng của bà Hằng có đính kim cương ha. Từ rất xa là chúng ta nhìn chá chá vô rồi. Như vậy là vu khống cho cơ quan chức năng mình có căn cứ hay không? Vu khống cho bà Hằng, vu khống cho Đại Nam nó quen miệng rồi. À, bây giờ đụng ai cũng vu khống hết trơn hay sao? Mà bà Hằng ra tòa, tôi nói quý khán giả, lực pháp là người ta muốn cho bị cáo phạm nhân trước khi ra hầu tòa đó phải có một cái tinh thần ổn định để phục vụ cho cái phiên tòa. Nếu mà ra tòa mà không có tinh thần ổn định thì đi ra nói chuyện vài tiếng hỏi không biết gì cho quản phiên tòa lại, quý khán giả thấy mất bao nhiêu thời gian của cơ quan chức năng, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức. Quý khán giả nhìn sơ qua, quý khán giả thấy cái hàm răng của bà Hằng bà cười không? Quý khán giả nhìn có thấy kim cương không? Quý khán giả có thấy kim cương trên răng của bà Hằng vào năm thời điểm năm 2021 hay không? Thì quý khán giả hãy để lại những cái bình luận trên kênh này và chúng ta cùng nhau đóng góp ý kiến. Hình ảnh từ rất xa nhưng mà quý khán giả vẫn nhìn ra những cái họ hạt kim cương đứng trên găng của bà Hằng. Từ cái chỗ đó đó mà khi bà Hằng vừa xuất hiện ngay tại cái phiên tòa đó thì cái bà Việt Kiều Canada đó bà lao lại bà Hằng mà kiếm chuyện và chuẩn bị là bập bà Hằng luôn. Nếu quý khán giả ăn thua đủ với bà Hằng ở trong phiên tòa luôn, rất ghê gớm không quý khán giả? Một cái nhân vật phải nói là rất là gông cuồng, xem thường pháp luật, có một cái sự thách thức không hề nhẹ nha. Hoàng Kim Dung cũng vậy. Hoàng Kim Dung thì nói là người ta là đại gia nghìn tỷ ha, một phiên tòa sặc mùi tiền, đây có phải là cái hành vi vu khống hay không? Các đối tượng này nó vu khống quen rồi, nó đụng ai nó cũng vu khống hết trơn. Mà ngay sau khi ai lên video hoặc là quay video nói cái gì, đăng hình ảnh nó lên phản ánh đó đó, là nó ngay lập tức nó làm đơn nó tố cáo ta. Vì khán giả thấy bà về trước giờ ai cũng sợ nó, cho nghe nhắc tới tên tuổi nó hùng như là ai cũng sợ luôn á, thấy không? Đấy, quý khán giả nhìn hình sớm và quý khán giả thấy có cái hình ảnh nào của bà Hằng mà không có kim cương ở trên găng không? Tôi tổng kết lại rất nhiều cái hình ảnh mà liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là bà cười đó quý khán giả. Đấy, quý khán giả thấy bây giờ nó lồng lộn lên này, nó tức tối rồi, giờ nó đâu có còn gì nữa nói, phải không? Bây giờ công kích bà Hằng bây giờ cũng đâu có kế. Trước cái phiên tòa thì nó nói á, sẽ khởi tố thêm bà Hằng hai tội danh đó, 40 youtuber là đồng phạm của bà Hằng. Nói nó tố cáo công an và nó còn nói người ta khẳng định 100% là người ta bỏ lọt tội phạm, bảo kê, bao che cho tội phạm, nó nói đủ thứ chứ. Đó, rồi bao nhiêu thôi là quý khán giả cảm thấy sợ nó rồi, đúng không? Nếu như quý khán giả nhìn kỹ đó, những cái hình ảnh mà tôi làm trên cảnh thumbnail đó, trước kia tới giờ đó, hầu như cái hình ảnh nào bà Hằng bà cũng cười. Và cái hàm răng của bà Hằng nó có đính kim cương đàng hoàng. À, tôi làm tôi để ý cho quý khán giả, mà một số những cái nhân vật này tôi không hiểu sao mà họ vu khống cho cơ quan chức năng bằng một cách trắng trợn mà họ không sợ nha. Nó quan trọng có cái là họ không sợ. Có những cái thế lực, có những cái người đứng sau để bảo kê, để xúi dục. Họ chửi bằng cái cách nào, họ lên một cái đoạn video như vậy là bao nhiêu tiền, chứ không phải là tự nhiên đâu quý khán giả. Ở đây không có cái chuyện gì là tự nhiên cả. Những đối tượng này làm theo cái sự xúi dục của người khác nha. Và quý khán giả thấy cái thời gian không có lâu đâu. Có thể trong tháng 4 này cái thời gian nó chưa có diễn ra, nhưng bước đầu tháng 5 đi, rồi quý khán giả sẽ biết được là cái chuyện gì nó xảy ra nha. Rồi quý khán giả sẽ biết. Hoàng Kim Dung thì cũng có người bảo kê rồi, có người xúi dục rồi, có người bảo kê nha, cũng có thân cận. Nhưng mà nghe đâu đó bây giờ chắc cũng lúng túng lắm rồi, rất là sợ. Sao mà không sợ được quý khán giả? Nằm trong danh sách người ta tố cáo mà, liên quan các đối tượng mà xúi dục cấu kết bày đàn với nhau để chia sẻ phát tán những cái thông tin bịa chuyện ra để đánh phá vào gia đình người ta, thì quý khán giả thấy đâu hề đơn giản đâu, không? Những cái đoạn video clip đó của cái bà này sau khi cái phiên tòa về đó, quý khán giả thấy bây giờ trên mạng xã hội người ta chia sẻ rất là gầm gỗ. Mà người ta hỏi bà đó có bằng chứng hay không, bỏ lọt tội phạm là bỏ lọt tội phạm gì đó thì không nói, nói chuyện lan man không à. À, người ta kêu im lặng, cái đó người ta quát như cờ hó. Đấy, quý khán giả nhìn là sớm giờ đi, có cái hình ảnh nào bà Hằng không đính kim cương vô găng không?
tôi tổng kết lại cho quý khán giả vài chục tấm hình để cho quý khán giả có một cái góc nhìn là công tâm, một cái sự ngẫu nhiên nha. Chứ không phải mà ở đây mà vu khống cho công an như vậy, nói ăn nói chuyện mà không có căn cứ, vu khống cho người này người kia biết quen rồi bây giờ đụng ai cũng vu khống hả? Qua cái câu chuyện này đi rồi quý khán giả sẽ thấy nha, từ từ sẽ thấy. Tôi hôm qua tôi nhận cái thông tin từ vũ trụ NASA đó, có một em đang nhờ người đưa nó đi nước ngoài, quý khán giả, đưa cho nó đi qua nước ngoài, đi giúp cho nó đi ra qua nước ngoài. Tuy rằng bây giờ cái thông tin mà tạm quản xuất cảnh á thì nó không có trên truyền thông báo chí nha, nó không có. Nhưng mà bây giờ mình á, mình cầm tiền mình đi qua nước ngoài, quý khán giả, mình ra sân bay, mình mua vé, mình đi rồi mình mới biết mình có bị tạm quản xuất cảnh hay không. Giờ gọi là phương ngô bị rồi đó, phương ngô bị rồi đó quý khán giả, minh chứng là một cái nhân vật rồi đó, thấy chưa? Chưa đâu, còn nhiều lắm, chạy không có khỏi đâu, mấy em không có đi đâu được hết trơn. Lực bây giờ không phải như hồi trước đâu, mà có nhiều khi mấy em còn trốn đi chỗ này, trốn đi chỗ kia. Bây giờ cơ quan chức năng ta làm nhanh gọn lẹ lắm. Sau cái phiên tòa này vu khống nhiều ha, vu khống cũng nhiều, thì bây giờ nên chuẩn bị trước cái tinh thần đi. Chứ tôi thấy bà Hằng mà xuất hiện ở chỗ tòa mà với cái trạng thái kiểu đó là quý khán giả biết cuộc đời của nó ra sao, đúng không? Khi bà Hằng mà vừa bước chân vô cái phiên tòa thì nó nhìn bà Hằng lao liên hết trơn, y như cái kiểu chó nhai gà vậy đó. Ở trên mạng nói chuyện mạnh miệng lắm nha, nói chuyện mạnh miệng lắm, nhưng mà đâu có biết bà Hằng, đâu có nhìn tận mắt bà Hằng, phải không? Khi ra tòa mà nhìn tận mắt bà Hằng cái kiểu đó là chắc nó tức, nó học máu rồi, phải không? Nó muốn bà Hằng là phải ốm xanh xương nha, phải da bọc xương không nhà kia gì đó nó mới chịu. Như cái kiểu Hằng Ni nói, bà Hằng chửi tôi trên mạng á, bà đẹp lắm, tôi không biết cơ quan tố tụng chi tố có đúng bà Hằng này hay không nữa. Bà Hằng chửi tôi trên mạng mà đẹp lắm, mà mình không nhìn là mình, đúng không? Mình không nhìn là mình thì cũng như bà này vậy đó. Kim cương đính trên găng bà Hằng á, một viên á 500k hả? Bông, chiếc bông của bà Hằng đeo á là có 5 triệu à. Ra tòa người ta không cho đeo bông nha, thôi tôi xin lỗi bà nha. Phụ nữ son phấn người ta cho phép nha, bà đi qua bà nói bà Trương Mỹ Lan kìa, bà Trương Mỹ Lan nó vẽ cái môi đó chói đó. Và quý khán giả có thấy cái hình bà Trương Mỹ Lan bị còng tay chưa? Chưa bao giờ, đúng không? Chưa bao giờ thấy hình bà Trương Mỹ Lan còng tay. Không nhất thiết là phải còng nha. Từ khi những cái kẻ mà ngông cuồng, những cái thẻ xem thường pháp luật, đúng ra bữa đó bà có quyền lợi và cái vụ liên quan đó, mà lẽ ra bữa đó là còng bà mới đúng. Bà Hằng mà đâu kiếm chuyện với ai đâu, bà chấp hành tất cả các quy định của pháp luật mà người ta giải thích luật cho bà biết. Bây giờ bà Hằng bà chấp hành hết trơn rồi, bà đâu có chống đối hay là bà cãi giả với bất cứ một ai đâu. Từ sơ thẩm kêu án bao nhiêu năm bà cũng chấp nhận luôn, bà chịu luôn, bà đâu có kháng cáo đâu. Phải chi bà quậy quạng, bà la đồ này kia, bà làm cái này làm kia chỗ phiên tòa thì mình nên còng bả thì nó cũng nên, đúng không quý khán giả? Còn đằng này bà Hằng bà im lặng, bà có nói gì tới ai đâu. Còn bà là người có quyền lợi và cái vụ liên quan, bà lụm 18 triệu bà ăn ngon lành, đúng không? Bà lụm 18 triệu bà ăn rồi mà bà đến tòa và bà còn quậy, bà lao vào bà muốn kiếm chuyện, bà đòi đánh người ta nữa, bà cũng muốn kiếm chuyện bà đánh người ta luôn. Đúng ra là bữa đó là còng bà mới đúng chứ không phải là còng bà Hằng nha. Mà bà lên phát bì bà Hằng bắt đầu quậy quạng gì đâu còng bà. Còn bà kìa, bà quậy đó, đúng ra bữa đó là phải còng bà mới đúng nha. Tôi mà đưa bữa đó tôi được phép nói chuyện tôi kêu còng bà luôn. Đây là cái hình ảnh lúc đi Hà Nội nè quý khán giả, lúc đi Hà Nội đó. Đây là cái hình ảnh này là tại đền Vua Hùng ở Phú Thọ đó quý khán giả. Đó là cái hình ảnh đó là tôi chụp đó. Hình ảnh đó là chính tôi chụp nha. Tôi đưa lên đó tôi chịu trách nhiệm, quý khán giả thấy nhìn từ xa mà quý khán giả thấy kim cương trên găng đó chị Hằng không? Đó, rõ ràng không? Rồi bây giờ đưa thông tin lên như thế này vu khống không? Hả? Rồi Hoàng Kim Dung ha, với con Việt Kiều Canada này, mấy đứa em biết cuộc đời của mấy em ra sao rồi đúng không? Biết cuộc đời ra sao phải không? Tôi cũng mong rằng cơ quan chức năng ha, thọc cổ mấy đứa này nha quý khán giả. Chứ đừng có để cho nó vu khống và biết làm như nó quen rồi. Nó nói như vậy đó, nó nói một phiên tòa sặc mùi tiền. Rồi các thế lực thù địch tới nước ngoài nó nghĩ sao? Nó sẽ nói Việt Nam mình như thế nào? Đúng không? Cái thông tin nó tung ra thì quý khán giả thấy nó nói rất là đơn giản. Nhưng mà các thế lực thù địch tới nước ngoài nó nè, thấy không? Người có quyền lợi và cái vụ liên quan, người ta đi đến tòa và người ta kể cái này, người ta kể cái kia nè, thấy không? Phiên tòa dùng tiền đồ này kia, cái nọ mua chuột đồ này kia, đó người ta nói đủ thứ vậy. Nó rất là nguy hiểm quý khán giả, không phải đơn giản đâu nha. Cho nên mình cũng rất mong cơ quan chức năng chú ý hai cái đối tượng này, đặc biệt là hai cái đối tượng này quá quá nguy hiểm, phải nói là cực kỳ nguy hiểm luôn. Khi nào mà có dấu hiệu mà nguy hiểm á, thì nó núp vô nha. Khi nào mà nó thấy cái gì đó ngon cái nó bay ra nó đớp. Mà nó quay video 10 phút, nó nói về bà Hằng 2 phút 3 phút gì đó, còn nhiều nó đăng lên nó bán hàng,
Đó, thấy chưa? Phải là nó lợi dụng chuyện này để nó lợi dụng bà Hằng để nó kiếm miếng ăn không? Vậy đó mà nó giàu hơn bà Hằng mới ghê chứ. Nó nói là nó có biệt thự vài chục tỷ đó chứ. Là nó chê người ta nghèo, nó chê người ta bể nợ, rồi nợ mất khả năng chi trả, rồi nó chê đủ thứ chứ. Nhưng mà nó vẫn đeo bám theo tên tuổi của người ta, nó kiếm ăn hoài. Phải nói mấy đứa này mắc cỡ một cái kinh khủng luôn quý khán giả. Và đây là cái hình ảnh tôi chụp tại sinh nhật của chị Hằng nè. Đó, ngay tại khu du lịch Đại Nam nè. Đây quý khán giả nhìn xa xa thì thấy cái hình ảnh của chị Hằng có đính kim cương vô găng không? Quý khán giả để lại cái bình luận trên kênh nha. Để coi mấy đứa này, thì coi cho nó chạy đường nào quý khán giả. Đó, tôi đưa lên như vậy cho nó. Cũng như là cái thông tin mà nó nói công an đưa bà Hằng đó. Trước 2 ngày là công an đưa bà Hằng đi niềng găng đó. Là cái thông tin đó là hoàn toàn bịa đặt nha. Vu khống xúc phạm vào phía cơ quan chức năng. Đây là hôm nay tôi đưa cái thông tin này lên là tôi hoàn toàn tôi bác bỏ những cái luận điệu mà cái bà Việt Kiều Canada này với Hoàng Kim Dung tung ra nha. Thì mong cơ quan chức năng nhìn ngó sớm có biện pháp xử lý các đối tượng này. Thôi của video xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.